trường bưu riêng, lạy cha trường bưu riêng. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha dịp do Chương Bửu Dịp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 63 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Chương Bửu Dịp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Dịp do Chương Bửu Dịp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Dịp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Dịp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con ai vàng vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Peterson là người Mỹ hiện đang sinh sống tại Long Beach, California. Cô đã có 2 con trai, nhưng cô vẫn mong ước có thêm được một đứa con gái. Mẹ của cô biết được ước nguyện của con gái nên nói với cô, con nên đến cầu xin với cha Chương Bửu Dịp ở tại thành phố Garden Grove, California. Mặc dù không biết cha, nhưng cô vẫn đến cầu xin. Lời cầu xin của cô có được ứng nghiệm không? Xin kính mời quý khán thính giả nghe cô chia sẻ lại ngay sau đây. Tôi tên là Brooke Peterson. Hiện nay tôi đang sống tại Long Beach, California. Đây là đứa con thứ 3 của tôi. Khi tôi mang thai cháu thứ 3 này, tôi rất muốn đó là bé gái, vì tôi đã có 2 đứa con trai rồi. Mẹ của tôi có người bạn nói với bà về cha Diệp và nói với chúng tôi nên đến với cha, hãy thử và xin cha. Hi, con cũng muốn chia sẻ phải không? Con đang ở đây rồi này. Rồi chúng tôi đến với cha vài lần. Khi siêu âm, đó là một bé gái. Tôi vẫn thấy thật là một điều khó tin. Và tôi rất sung sướng. Khi cháu bé ra đời, tôi nghĩ tôi phải trở lại văn phòng cha Diệp. Bởi vì lời cầu nguyện của tôi đã được cha đáp trả. Những người quen biết với mẹ tôi đã từng được ơn cha. Họ nói với mẹ tôi rằng cha có thể chữa lành bệnh cho họ, làm cho họ bớt đau lưng, đại loại là thế. Trong số đó, có một gia đình người Việt Nam. Anh ấy muốn có một đứa con trai, và sau khi cầu xin thì họ có con trai thật. Mẹ tôi thấy vậy nên nói tôi đến xin cha. Tôi nói, ồ, con chẳng biết đâu, sao cũng được mà. Nhưng tôi cũng đến. Tôi ngắm gương mặt cha, đôi mắt cha, và tôi nghĩ cha sẽ làm điều gì đó khác lạ cho tôi. Rồi tôi cầu nguyện, đọc sách và đi đến văn phòng cha vài lần. Bây giờ, tôi đến để tạ ơn cha. Tôi đến đây lần đầu vào tháng 7 năm 2013. Lúc đó, tôi mang thai được 3 tháng.
bác sĩ vẫn chưa biết đó là bé trai hay bé gái. Đến tháng 9 thì tôi biết đó là bé gái. Và tôi trở lại văn phòng cha một lần nữa. Hôm nay tôi đến đây và dẫn theo cô bạn gái đang mang thai. Cô ấy đã có hai cô con gái và đang mong một cậu con trai. Tôi nói với cô ấy rằng, tôi xin được, thì cô ấy cũng xin được. Hãy tin và thử đi. Xin cảm ơn. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ. Cô Lê Thị Hồng Phi hiện đang ở Corona, California. Từ trước đến nay cô đã nhận được rất nhiều ơn lành của cha. Cô bị đau đầu đã 6 năm và cánh tay của cô cũng bị đau không đưa lên xuống được. Đi bác sĩ uống thuốc vẫn không hết. Qua lời giới thiệu của người thân, cô đến văn phòng để cầu nguyện, xin cha chữa lành. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô không còn thấy đau đầu và cánh tay cô đã trở lại bình thường. Hôm nay cô đến để tạ ơn cha và chia sẻ lại ơn lành để làm chứng cho cha. Dạ, tôi là Lê Thị Hồng Phi, giờ ở Corona, tôi cũng được nhiều ơn. Ngày xưa tôi đau cái đầu lắm, đau đầu rồi uống thuốc nằm bớt sơ rồi thôi. Bây giờ từ ngày mà năm ngoái lên đấy cha đó, xin ơn rồi về thấy cái đầu nó bớt đau hẳn, rồi cặp mắt nữa, cặp mắt nó hay nhất lắm. Xin ơn cha, rồi xin chai nước đó, uống vô rồi thành thử con mắt nó cũng bớt đi. Vậy là cái tay bên này nó đau lắm, mà bây giờ nó cũng bớt, đưa lui đưa tới rồi. Ngày xưa đưa không được, thành thử tôi được ơn cha nhiều lắm. Cái đầu nó đau nhiều lắm mà không bớt được. Giờ bị lâu lắm, bị cũng có 6 năm rồi đó. Uống thuốc cũng uống nhiều, đi bác sĩ xin uống cũng cho thuốc đau nhất rồi thôi. Hay là cũng thử máu rồi đó, thì không nói có cái gì hết. Thì tôi qua đây, từ ngày có văn phòng của cha ở đây đó, thì đứa em dâu nó nói văn phòng của cha về đây rồi. Vì về Việt Nam đi taxi xa quá, không đi được. Thành thử qua đây em gái, em dâu nó chở tới đây. Và về cái thấy nó bớt hẳn đấy. Thấy tự nhiên nó cái đầu nó bớt nhất, mà con mắt nó cũng bớt mờ luôn. Để cái tay này thật bớt. Bây giờ nó hơi đau sơ sơ thôi, chứ ngày xưa đưa đi lú không được, bây giờ đưa được hết. Giờ đau lâu, cái tay nó đau lâu, 3-4 năm nay rồi mà đưa lui sang đây là không được. Thành thử bây giờ đưa được, đưa lui tam sao lên đây được rồi. Thành thử tôi cũng xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã thương ban cho tôi được cái ơn lành. Vậy hơn nữa, chồng tôi là công giáo mà chồng là người lương. Thành thử tôi cũng cầu xin ơn của cha thương để cho chồng với ngày cuối đời để trở lại với Chúa. Thì bây giờ tôi đang còn cầu nguyện mà chắc cũng có cái chuyện phòng. Thì tôi nghe anh cũng nói bây giờ cuối đời thì anh giao cái linh hồn của anh cho em đó. Thành tôi cũng có đang mừng lắm. Hằng ngày nếu như tuần nào mà có ơn cha dịp tôi vẫn coi hết. Và thành thử ở Việt Nam thì cũng biết ngài ở Tắc Sầy mà xa quá không đi được. Tôi ở ngoài Quảng Nam đấy, thành thử ngài xa quá. Dạ. Thành thử tôi cũng có ước nguyện rồi, bây giờ được ước nguyện thì tôi mừng lắm. Tôi cũng muốn xin tất cả mọi người đều mình có niềm hy vọng, cầu xin với cha được ơn gì là được ơn này. Mình có cái niềm tin mình cầu xin là được. Chứ là còn mình đừng có chán nản, nhiều khi mình cầu xin mình nói tôi cầu xin cái này mà chưa được, hay là cái khác chưa được, mình sẽ được chứ không phải là không. Tôi thấy tất cả mọi người đều cầu xin cha là được hết. Cha vẫn biết cha là cầu xin với Chúa ngài sẽ ban ơn cho mình. Thành thử ra tôi cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em ở trong văn phòng này. Lòng con thong thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng cha Phanxicô. Cô Jenny Đặng hiện đang ở thành phố Garden Grove, California. Cô là người đạo Phật nhưng cô đã nghe nhiều người nói về phép lạ của cha. Và cô đã chứng kiến chuyện xảy ra ngay trong gia đình cô. Mẹ cô bị bệnh mất ngủ đã lâu và bà đã đến văn phòng cha cầu nguyện. Bây giờ bà đã ngủ được và thấy khỏe. Vì vậy, khi cô đang gặp phải chuyện bế tắc và tuyệt vọng, không thể giải quyết được, cô nghĩ tại sao mình không đến cầu nguyện với cha để xin một phép lành vượt qua khó khăn cấp bách này?
Nguyện ước của cô có thành sự thật không? Xin mời quý khán thính giả nghe cô kể lại ngay sau đây. Thưa anh, tôi tên là Jenny. Họ Đặng thì người ta hay gọi tôi là Jenny Đặng. Tôi đang ở thành phố Garden Grove. Tôi là một người đạo trong gia đình là Phật giáo. Nhưng mà tôi có rất là nhiều người đã nói về những cái phép lạ mà cha đã ban cho mọi người. Thành ra là khi mà mình nghe như vậy đó, thì trong cái cuộc sống của mình thì nhiều khi mình có những lúc mình rất là tuyệt vọng. Và lúc đó mình cầu xin một cái ơn phép lành để cho mình vượt qua những cái khó khăn, cũng như là khi mà mình có thể đạt được những cái điều mình mong muốn, mà có những cái điều mà mình cảm thấy nó quá khó khăn cái sức chịu đựng của mình đó. Thì sau khi mà tôi nghe như vậy thì tôi có đến ở văn phòng ở đây và tôi đã cầu xin. Và cho đến ngày hôm nay là tôi đã cầu xin được 3 điều và tất cả đều đã được. Cho nên là tôi rất là muốn hôm nay đến đây để cùng chia sẻ với mọi người, để mà thấy được cái phép lạ của cha đã giúp cho tôi và gia đình đã đạt được. Là tôi có người mẹ là năm nay cũng gần 80 tuổi, thì bà mất ngủ rất là triền miên. Tức là uống một ngày uống rất là nhiều thuốc, tại vì bà bị bệnh tiểu đường cao máu áp huyết. Thì trong đó cái bệnh mất ngủ rất là nặng. Thì bà đã mỗi lần mà bà uống thuốc, nhưng mà nhiều khi nó một ngày ngủ được có 3-4 tiếng thì bà rất là mệt. Thì bà nói là bà cũng nghe nhiều người nói là trong được ơn của cha, thành ra là bà là chính là mẹ ruột của mình. Cho nên là bà đến đây và bà đã nói là bà ngủ được và bà thấy khỏe. Mình thấy là từ những người trong gia đình của mình, thì tại sao mà mình không lên mình xin cha cái phép lạ để mà giúp cho mình vượt qua cái khó khăn. Tôi có một cái tiệm giặt dry clean. Thì ở trong đó trước kia thì tôi có chung với một người em. Thì sau này vì một cái công việc, người em có một cái công việc khác tốt hơn, thành ra cậu ấy là quyết định là không làm nữa. Thành ra là bây giờ nếu mà cảm thấy không có thể nào quán xuyến được cái công việc thì nên bán nó đi. Thì cái giá, tại vì cái những cái máy móc của nó rất là nhiều, cho nên cái giá tiền nó hơi cao. Mà nếu mà mình tiếp tục mình gồng gánh á, thì là mình bị áp lực rất là nặng. Cho nên là tôi mới nói là thôi bây giờ tôi xin cái phép lạ của cha để mà cho tôi vượt qua được những cái cơn khó khăn như vậy. Tại vì nếu mà mình gồng gánh á, thì mình bị áp lực. Là vì máy móc hôm nay nó hư cái món này, ngày mai nó hư cái món kia. Mà trong khi hồi xưa thì cái cậu em cậu làm, bây giờ cậu không có ở đây thì mình cứ phải mình cứ khi mà máy móc nó hư như vậy thì công việc nó ngừng trệ. Mà khi công việc ngừng trệ như vậy thì những cái lượng hàng hóa, quần áo mà mình phải giao cho người ta nó bị trễ hẹn. Cho nên mình bị áp lực từ rất nhiều phía. Tức là thứ nhất là cái financial, là mình phải bỏ tiền ra thuê người sửa. Cái thứ nhì là cái áp lực là không biết có sửa được không. Cái thứ ba, trễ nải công việc. Thành ra mình mới đến đây để xin cha cho mình một cái phép lạ để mình thoát qua khỏi những cái điều đó. Thì khi mà mình cầu nguyện thì mình đã gặp. Và một cái cặp vợ chồng này á, là họ có cái diện di dân. Thì nó hai bên cùng hợp, tại vì một cái điều kiện để di dân ở nước Mỹ là họ phải đầu tư từ 300 ngàn cho đến 1 triệu. Thì họ có thể mua nhiều cái cơ sở thương mại để mà cộng 1 triệu. Và cái điều quan trọng thứ nhì là họ phải tạo công việc cho 12 người nhân viên. Thì một trong những điều kiện đó thì cái tiệm giặt của mình á, là có được 12 người nhân viên đó. Thì đáp ứng được cái nhu cầu thì một điều rất may mắn là họ không có cần phải finance. Tức là mình không phải cho họ vay mượn, họ trả hết cái số tiền đó. Thì tức là cái điều cầu nguyện của mình nó quá thành công. Đó là một cái điều mà một cái phép lạ mà tôi thấy. Tức là họ đạt yêu cầu họ muốn và mình cũng đạt được những điều mình cần. Đó thành ra là sau khi mà được như vậy là tôi đến đây cảm ơn cha ngay. Và tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái phép lạ của cha. Thì đó là cái ơn mà cha ban cho thứ nhất. Rồi sau đó là cái ơn thứ hai. Khi mà tôi xin vào đó cách đây 2 tháng đó, thì tôi cũng cầu nguyện với cha. Tôi nói rằng là nếu mà tôi phải bán một cái cơ sở thương mại này thì tôi cầu xin cha cho tôi tìm được một cái cơ sở thương mại khác. Nó đỡ đau đầu hơn, nó phù hợp với cái khả năng của mình hơn. Và nó có thể giúp cho mình để mà mình làm được những cái điều mà mình muốn. Thì trong thời gian mở escrow thì mình cũng cầu xin cha một điều thứ hai. Khi mà lần thứ hai đó thì tôi cũng xin cha như vậy. Tức là con cầu xin cha cho con làm được những điều mà con không phải đau đầu mà nó phù hợp với khả năng của con. Và con phải làm một cái điều gì nó giúp ích lợi cho mọi người. Thì sau đó thì tôi lại tìm được một cái cơ sở thương mại khác.
Thành ra tôi gặp được rất là nhiều phép lạ của cha và trong thời gian rất là ngắn. Cho nên tôi cảm thấy là một cái lòng biết ơn chân thành. Cho nên hôm nay tôi muốn sau khi mà tôi làm được những điều đó, tôi phải lên chia sẻ với mọi người. Và tôi rất là cảm thấy là sung sướng và mình cảm động, là vì mình không biết làm sao để nói hết cái sự biết ơn của mình. Mà tôi muốn chia sẻ thêm một điều là trước cái ngày đóng escrow, tức là cái ngày 31, tức là ngày thứ 5 tuần vừa rồi đó, thì mình thấy họ giống như họ làm cho mình phải nản lòng đó. Tức là cái người mua của cái tiệm giặt đó, họ biết là mình cần bán. Mà mình cũng nói với họ là mình cần bán này để mình lấy cái số tiền này mình mua một cái cơ sở mặt khác. Cho nên mình mong là họ đóng cho mình đúng hẹn. Chính vì như thế đó, họ tìm mọi cách áp lực mình, bắt mình phải làm những cái điều thật là ngặt nghèo. Dạ vâng, thì mình chỉ cầu nguyện với cha thôi. Mình nói, xin cha cho con một quyết định khôn ngoan, để con làm một cái điều gì đúng, và đó là cho mọi cái sự nó trôi chảy dễ dàng, để mà mình làm được cái việc của mình. Thành ra đó, tối hôm đó là mình thấy cái chuyện là nó có bộ không xong rồi, thì mình lại cầu nguyện cha một lần nữa. Xin cha cho con được sự quyết định khôn ngoan, và sẽ cha cho mọi sự nó trôi chảy đến với con vào ngày sáng ngày hôm sau. Thì là cái sáng ngày hôm sau đó, thì họ nói là họ sẽ không ký giấy tờ. Họ gọi phone tới cho mình, cái người mua, họ nói rằng là bây giờ họ đòi bớt 50.000. Thì tôi mới bảo là tôi đã tham khảo với luật sư của tôi rồi, nếu mà quý vị không đóng, tôi buộc quý vị phải đi ra tòa thôi. Thì lúc đó, đó là mình rất là đau khổ, là vì mình stress, mình nói ô, cái chuyện của mình, tức là nó tới giờ phút chót như vậy. Lúc đó mình lại cầu nguyện cha một lần nữa, thì mình mới vô một cái phòng và mình cầu nguyện. Thì trong khoảng chừng nửa tiếng đó mình cầu nguyện, thì hai vợ chồng của họ mới bước vô, tại vì lúc đó mình sẽ qua một cái phòng riêng, người mua và người bán. Thì họ nói thôi bây giờ cuối cùng đó, thì bớt họ bao nhiêu. Thì mình nói ok, bây giờ cái cuối cùng á, mình chỉ bớt họ được 5.000 mà thôi. Tại vì nếu mà bớt nữa mình sẽ không còn tiền, vì tại vì tự nhiên cái lúc đó mình có một cái sự khôn ngoan. Thành ra là mình cũng phải nhường một bước, họ tiến một bước mình phải nhường, nhưng mà một mặt mình cũng phải cứng. Thì cuối cùng là họ chịu ký. Nhưng mà mình phải, nghĩa là phải tự, nghĩa là mình phải control cái tính của mình rất là nhiều. Là bởi vì mình phải quyết định một sự sáng suốt. Nếu mà mình quyết định sai là tất cả sẽ vỡ tan hết. Thành ra khi mà xong đó, tức là lúc đó cái đầu óc của mình nó stress, nhưng mà mình cảm tạ, mình thấy là giống như một cái phép màu. Tại vì những cái chuyện mà mình cảm thấy nó không, nó rất là găng, khi nó lên nó làm dữ với mình. Nó nói ô, cô không làm cái này, cô không làm cái kia, tôi không có lý do gì để lấy. Đó, nhưng mà giống như có một cái sức mạnh, lúc đó là sau khi đó mình nói thì cuối cùng họ chịu ký một cách, nghĩa là tâm phục khẩu phục. Cho nên qua cái chuyện này mình thấy nó giống như là một cái phép lạ. Tại vì một cái thái độ mà thay đổi gọi là 360 độ. Buổi sáng nó vô nó hùng hổ bao nhiêu á, thì bây giờ đó thì nó ngoan ngoãn, nó ký giấy tờ. Thành ra sau khi mà được cái chuyện như vậy á, là chiều hôm đó là mình tới đây ngay và mình nói rằng là con rất cảm tạ cha đã cho con một cái sự khôn ngoan và một cái lời nói cứng rắn để mà con giải quyết cái công việc như thế này. Đó, cho nên là sau đó là mình thấy mình quá được nhiều cái điều mà gọi là cái phép lạ xảy đến trong một cái thời gian rất ngắn. Tức là giống như lúc đó mình có một cái sự khôn ngoan, một cái sự khôn ngoan và một cái quyết định cho nó đúng. Đó là như vậy. Thành ra hôm nay cũng muốn đến đây để mà chia sẻ với quý vị. Và cũng rất là cảm ơn văn phòng ở đây đã tạo nên một cái cơ sở khang trang và ở một cái địa điểm thuận lợi để cho mọi người mình có thể đến đây và để chia sẻ được. Và mình rất là cảm kích những cái điều mà cha đã làm cho mình. Tôi nghĩ rằng là cái niềm tin mình càng mạnh thì cái ơn gọi nó càng nhanh. Tôi thấy như vậy đó. Tại vì chính bản thân tôi không phải là người Công giáo, nhưng khi tôi có một cái niềm tin thì cái niềm tin đó đến nhanh một cách không ngờ, mà mình không có thể tưởng tượng được làm nó lại mầu nhiệm như vậy. Và cái điều lạ là chị, tại vì những điều mình cần nó đều xảy ra giống như một phép lạ, và hết phép lạ này lại đến một phép lạ khác. Cho nên hôm nay tôi muốn đến đây để chia sẻ với mọi người, nếu mình chưa đạt được, có lẽ là cha đang thử thách cái niềm tin của mình. Cho nên mình đừng có vì như vậy mà mình nản lòng. Có thể là cha sẽ cho mình một cơ hội tốt hơn. Có những điều mình cầu nguyện mà mình chưa được, có thể là cha coi cái lòng tin của mình có bị suy suyển hay không, hoặc là mình có đủ cái sức mạnh để mà mình tin tưởng vào cha, hoặc là có thể cha cho mình một cái cơ hội trong tương lai tốt hơn.
Cho nên luôn luôn trong cái cuộc sống của mình nghĩ về một khía cạnh tốt thì nó sẽ tốt. Và cái niềm tin của mình, khi mà dù cho mình qua nhiều khó khăn nhưng mà mình vượt qua được hết, thì cái phép lạ của cha ban nó sẽ nhanh hơn và nó nhiệm màu hơn. Hôm nay tôi rất là sung sướng được đến đây để mà chia sẻ, và cũng cầu xin quý vị, nếu mà ai có những cái điều cầu nguyện mình chưa đạt được thì mình cứ tin tưởng, vững tin và mình kiên nhẫn, thế nào cha cũng sẽ giúp mình. Và cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị nào mà đã ở đây, là đã giúp được một cái cơ sở khang trang như vậy để mà cho chúng tôi là những cái người cầu xin và những cái người được ơn gọi có thể đến đây để cảm ơn cha. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 63 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 9 sẽ có buổi cầu nguyện chung tại văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation. Xin trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Phiếu thăm dò ý kiến để giúp ý kiến cho hội trong việc xây dựng trung tâm người cao niên mang tên Cha Trương Bửu Diệp. Xin quý vị điền vào phiếu thăm dò khi đến thăm cha. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9:15 mỗi sáng thứ Năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Mã số 123 để giúp hội duy trì văn phòng và nhà thăm viếng. Xin quý vị đọc số 123 khi mua sắm tại siêu thị Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, hoặc khi thưởng thức phở bò Kobe tại Kobe House trong khu văn phòng Cha Diệp, hoặc khi muốn đặt máy nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng của công ty MSG, xin liên lạc ông Nguyễn Bá Chí qua số toll free 1-866-642-6843 hoặc cell phone số 949-331-2459. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Lạy Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 63 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của Cha Trương Bửu Diệp, đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha Trương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn Cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống.
Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con nay vàng vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Peterson là người Mỹ hiện đang sinh sống tại Long Beach, California. Cô đã có hai con trai, nhưng cô vẫn mong ước có thêm được một đứa con gái. Mẹ của cô biết được ước nguyện của con gái nên nói với cô, con nên đến cầu xin với cha Trương Bửu Diệp ở tại thành phố Garden Grove, California. Mặc dù không biết cha, nhưng cô vẫn đến cầu xin. Lời cầu xin của cô có được ứng nghiệm không? Xin kính mời quý khán thính giả nghe cô chia sẻ lại ngay sau đây. Tôi tên là Brooke Peterson. Hiện nay tôi đang sống tại Long Beach, California. Đây là đứa con thứ ba của tôi. Khi tôi mang thai cháu thứ ba này, tôi rất muốn đó là bé gái, vì tôi đã có hai đứa con trai rồi. Mẹ của tôi có người bạn nói với bà về cha Diệp và nói với chúng tôi nên đến với cha, hãy thử và xin cha. Hi, con có muốn chia sẻ phải không? Con đang ở đây rồi này. Rồi chúng tôi đến với cha vài lần. Khi siêu âm, đó là một bé gái. Tôi vẫn thấy thật là một điều khó tin. Và tôi rất sung sướng. Khi cháu bé ra đời, tôi nghĩ tôi phải trở lại văn phòng cha Diệp. Bởi vì lời cầu nguyện của tôi đã được cha đáp trả. Những người quen biết với mẹ tôi đã từng được ơn cha. Họ nói với mẹ tôi rằng cha có thể chữa lành bệnh. Thì bây giờ tôi đang còn cầu nguyện mà chắc cũng có cái chuyện phòng. Thì tôi nghe anh cũng nói bây giờ cuối đời thì anh giao cái linh hồn của anh cho em đó. Thì tôi cũng có đang mừng lắm. Hằng ngày nếu như tuần nào mà có ơn cha Diệp tôi vẫn coi hết. Dạ, thân thử ở Việt Nam thì cũng biết ngài ở Tắc Sậy, mà xa quá không đi được. Tôi ở ngoài Quảng Nam đấy, thân thử ngài xa quá. Dạ, thân thử tôi cũng có ước nguyện rồi, bây giờ được ước nguyện thì tôi mừng lắm. Tôi cũng muốn xin tất cả mọi người đều mình có niềm hy vọng, cầu xin với cha, được ơn gì là được ơn này. Mình có cái niềm tin, mình cầu xin là được. Chứ là còn mình đừng có chán nản, nhiều khi mình cầu xin, mình nói, ấu tôi cầu xin cái nữa mà chưa được. Hay là cái khác chưa được, mình sẽ được, chứ không phải là không. Tôi thấy tất cả mọi người đều cầu xin cha là được hết. Cha vẫn biết cha là cầu xin với Chúa người sẽ ban ơn cho mình. Thành thử ra, tôi cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em ở trong văn phòng này. Lòng con thon thơ, lời con kêu khấn, tâm hồn con tin tưởng, cha Phanxicô. Cô Jenny Đặng hiện đang ở thành phố Garden Grove, California. Cô là người đạo Phật, nhưng cô đã nghe nhiều người nói về phép lạ của cha và cô đã chứng kiến chuyện xảy ra ngay trong gia đình cô. Mẹ cô bị bệnh mất ngủ đã lâu và bà đã đến văn phòng cha cầu nguyện. Bây giờ bà đã ngủ được và thấy khỏe. Vì vậy, khi cô đang gặp phải chuyện bế tắc và tuyệt vọng, không thể giải quyết được, cô nghĩ, tại sao mình không đến cầu nguyện với cha để xin một phép lành vượt qua khó khăn cấp bách này? Nguyện ước của cô có thành sự thật không? Xin mời quý khán thính giả nghe cô kể lại ngay sau đây. Thưa anh, tôi tên là Jenny. Họ Đặng thì người ta hay gọi tôi là Jenny Đặng. Tôi đang ở thành phố Garden Grove. Tôi là một người đạo trong gia đình là Phật giáo. Nhưng mà tôi có rất là nhiều người đã nói về những cái phép lạ mà cha đã ban cho mọi người. Thành ra là khi mà mình nghe như vậy đó thì trong cái cuộc sống của mình thì nhiều khi mình có những lúc mình rất là tuyệt vọng. Và lúc đó mình cầu xin một cái ơn phép lành
để cho mình vượt qua những cái khó khăn, cũng như là khi mà mình có thể đạt được những cái điều mình mong muốn, mà có những cái điều mà mình cảm thấy nó quá khó khăn cái sức chịu đựng của mình đó. Thì sau khi mà tôi nghe như vậy thì tôi có đến ở văn phòng ở đây và tôi đã cầu xin, và cho đến ngày hôm nay là tôi đã cầu xin được 3 điều và tất cả đều đã được. Cho nên là tôi rất là muốn hôm nay đến đây để cùng chia sẻ với mọi người, để mà thấy được cái phép lạ của cha đã giúp cho tôi và gia đình đã đạt được. Là tôi có người mẹ là năm nay cũng gần 80 tuổi, thì bà mất ngủ rất là triền miên, tức là uống một ngày uống rất là nhiều thuốc, tại vì bà bị bệnh tiểu đường cao máu áp huyết. Thì trong đó cái bệnh mất ngủ rất là nặng. Thì bà đã, mỗi lần mà bà uống thuốc, nhưng mà nhiều khi nó một ngày ngủ được có 3-4 tiếng thì bà rất là mệt. Thì bà nói là bà cũng nghe nhiều người nói là trong được ơn của cha, thành ra là bà là chính là mẹ ruột của mình. Cho nên là bà đến đây và bà đã nói là bà ngủ được và bà thấy khỏe. Mình thấy là từ những người trong gia đình của mình, thì tại sao mà mình không lên mình xin cha cái phép lạ để mà giúp cho mình vượt qua cái khó khăn. Tôi có một cái tiệm giặt dry clean, thì ở trong đó trước kia thì tôi có chung với một người em. Thì sau này vì một cái công việc, người em có một cái công việc khác tốt hơn, thành ra cậu ấy là quyết định là không làm nữa. Thành ra là bây giờ nếu mà cảm thấy không có có thể nào quán xuyến được cái công việc thì nên bán nó đi. Thì cái giá, tại vì cái những cái máy móc của nó rất là nhiều, cho nên cái giá tiền nó hơi cao. Mà nếu mà mình tiếp tục mình gồng gánh á, thì là bệnh cho họ, làm cho họ bớt đau lưng, đại loại là thế. Trong số đó có một gia đình người Việt Nam, anh ấy muốn có một đứa con trai, và sau khi cầu xin thì họ có con trai thật. Mẹ tôi thấy vậy nên nói tôi đến xin cha. Tôi nói, ồ, con chẳng biết đâu, sao cũng được mà. Nhưng tôi cũng đến, tôi ngắm gương mặt cha, đôi mắt cha, và tôi nghĩ cha sẽ làm điều gì đó khác lạ cho tôi. Rồi tôi cầu nguyện, đọc sách và đi đến văn phòng cha vài lần. Bây giờ tôi đến để tạ ơn cha. Tôi đến đây lần đầu vào tháng 7 năm 2013. Lúc đó, tôi mang thai được 3 tháng. Bác sĩ vẫn chưa biết đó là bé trai hay bé gái. Đến tháng 9 thì tôi biết đó là bé gái. Và tôi trở lại văn phòng cha một lần nữa. Hôm nay tôi đến đây và dẫn theo cô bạn gái đang mang thai. Cô ấy đã có 2 cô con gái và đang mong một cậu con trai. Tôi nói với cô ấy rằng tôi xin được thì cô ấy cũng xin được. Hãy tin và thử đi. Xin cảm ơn. Cảm ơn cha, con xin cảm ơn cha đã thương ban cho con được ơn phúc. Cảm ơn ngài lòng dạ. Cô Lê Thị Hồng Phi hiện đang ở Corona, California. Từ trước đến nay cô đã nhận được rất nhiều ơn lành của cha. Cô bị đau đầu đã 6 năm và cánh tay của cô cũng bị đau không đưa lên xuống được. Đi bác sĩ uống thuốc vẫn không hết. Qua lời giới thiệu của người thân, cô đến văn phòng để cầu nguyện, xin cha chữa lành. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô không còn thấy đau đầu và cánh tay cô đã trở lại bình thường. Hôm nay cô đến để tạ ơn cha và chia sẻ lại ơn lành để làm chứng cho cha. Dạ, tôi là Lê Thị Hồng Phi. Giờ ở Corona, tôi cũng được nhiều ơn. Ngày xưa tôi đau cái đầu lắm. Đau đầu rồi uống thuốc nằm bớt sơ rồi thôi. Bây giờ từ ngày mà năm ngoái lên đấy cha đã xin ơn rồi về thấy cái đầu nó bớt đau hẳn, rồi cặp mắt nữa, cặp mắt nó hay nhất lắm, xin ơn cha rồi xin cha nước đó, uống vô rồi thành thử con mắt nó cũng bớt đi, vậy là cái tay bên này nó đau lắm, mà bây giờ nó cũng bớt, đưa lui đưa tới, ngày xưa đưa không được, thành thử tôi được ơn cha nhiều lắm, cái đầu nó đau nhiều lắm mà không bớt được, giờ bị lâu lắm, bị cũng có 6 năm rồi đó. Uống thuốc cũng uống nhiều, đi bác sĩ xin uống cũng cho thuốc đau nhất rồi thôi, hay là cũng thử máu rồi đó, thì không nói cái có cái gì hết. Thì tôi
qua đây, từ ngày có văn phòng của cha ở đây đó, thì đứa em dâu nó nói văn phòng của cha về đây rồi. Vì về Việt Nam đi taxi xa quá, không đi được. Thành thử qua đây em gái, em dâu nó chở tới đây. Và về cái thấy nó bớt hẳn ấy. Nó thấy tự nhiên nó cái đầu nó bớt nhức, mà con mắt nó cũng bớt mơ luôn. Để cái tay này thật bớt. Bây giờ nó hơi đau sơ thôi, chứ ngày xưa là đưa đi lui không được, bây giờ đưa được hết. Giờ đau lâu, cái tay nó cũng đau lâu, 3-4 năm nay rồi mà đưa lui sang đây là không được. Thành thử bây giờ đưa được, đưa lui tam sao lên đây được rồi. Thành thử tôi cũng xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã thương ban cho tôi được cái ơn lành. Vậy hơn nữa, chồng tôi là con giáo mà chồng là người lương. Thành thử tôi cũng cầu xin ơn của cha thương để cho chồng với ngày cuối đời để trở lại với Chúa. Mình bị áp lực rất là nặng. Cho nên là tôi mới nói là thôi bây giờ tôi xin cái phép lạ của cha để mà cho tôi vượt qua được những cái cơn khó khăn như vậy. Tại vì nếu mà mình gồng gánh thì mình bị áp lực, là vì máy móc hôm nay nó hư cái món này, ngày mai nó hư cái món kia. Mà trong khi hồi xưa thì cứ cậu em cậu làm, bây giờ cậu không có ở đây thì mình cứ khi mà máy móc nó hư như vậy thì công việc nó ngừng trệ. Mà khi công việc ngừng trệ như vậy thì những cái lượng hàng hóa, quần áo mà mình phải giao cho người ta nó bị trễ hẹn. Cho nên mình bị áp lực từ rất nhiều phía. Tức là thứ nhất là cái financial, là mình phải bỏ tiền ra thuê người sửa. Cái thứ nhì là cái áp lực là không biết có sửa được không. Cái thứ ba, trễ nải công việc. Thành ra mình mới đến đây để xin cha cho mình một cái phép lạ để mình thoát qua khỏi những cái điều đó. Thì khi mà mình cầu nguyện thì mình đã gặp. Và một cái cặp vợ chồng này á, là họ có cái diện di dân. Thì nó hai bên cùng hợp. Tại vì một cái điều kiện để di dân ở nước Mỹ là họ phải đầu tư từ 300.000 cho đến 1 triệu. Thì họ có thể mua nhiều cái cơ sở thương mại để mà cộng 1 triệu. Và cái điều quan trọng thứ nhì là họ phải tạo công việc cho 12 người nhân viên. Thì một trong những điều kiện đó thì cái tiệm giặt của mình á, là có được 12 người nhân viên đó. Thì đáp ứng được cái nhu cầu thì một điều rất may mắn là họ không có cần phải finance, tức là mình không phải cho họ vay mượn, họ trả hết cái số tiền đó. Thì tức là cái điều cầu nguyện của mình nó quá thành công. Đó là một cái điều mà một cái phép lạ mà tôi thấy, tức là họ đạt yêu cầu họ muốn và mình cũng đạt được những điều mình cần. Đó thành ra là sau khi mà được như vậy là tôi đến đây cảm ơn cha ngay. Và tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái phép lạ của cha. Thì đó là cái ơn mà cha ban cho thứ nhất. Rồi sau đó là cái ơn thứ hai. Khi mà tôi xin vào đó cách đây 2 tháng đó, thì tôi cũng cầu nguyện với cha. Tôi nói rằng là nếu mà tôi phải bán một cái cơ sở thương mại này thì tôi cầu xin cha cho tôi tìm được một cái cơ sở thương mại khác. Nó đỡ đau đầu hơn, nó phù hợp với cái khả năng của mình hơn. Và nó có thể giúp cho mình để mà mình làm được những cái điều mà mình muốn. Thì trong thời gian mở escrow thì mình cũng cầu xin cha một điều thứ hai. Khi mà lần thứ hai đó thì tôi cũng xin cha như vậy. Tức là con cầu xin cha cho con làm được những điều mà con không phải đau đầu mà nó phù hợp với khả năng của con. Và con phải làm một cái điều gì nó giúp ích lợi cho mọi người. Thì sau đó thì tôi lại tìm được một cái cơ sở thương mại khác. Thành ra tôi gặp được rất là nhiều phép lạ của cha và trong thời gian rất là ngắn. Cho nên tôi cảm thấy là một cái lòng biết ơn chân thành. Cho nên hôm nay tôi muốn sau khi mà tôi làm được những điều đó, tôi phải lên chia sẻ với mọi người. Và tôi rất là cảm thấy là sung sướng và mình cảm động. Là vì mình không biết làm sao để nói hết cái sự biết ơn của mình. Mà tôi muốn chia sẻ thêm một điều là trước cái ngày đóng escrow, tức là cái ngày 31, tức là ngày thứ 5 tuần vừa rồi đó, thì mình thấy họ giống như họ làm cho mình phải nản lòng đó. Tức là họ, người mua, cái người mua của cái tiệm giặt đó, họ biết là mình cần bán. Mà mình cũng nói với họ là mình cần bán này để mình lấy cái số tiền này mình mua một cái cơ sở mặt khác. Cho nên mình mong là họ đóng cho mình đúng hẹn. Chính vì như thế đó, họ tìm mọi cách áp lực mình, bắt mình phải làm những cái điều thật là ngặt nghèo. Dạ vâng, thì mình chỉ cầu nguyện với cha thôi. Mình nói xin cha cho con một quyết định khôn ngoan để con làm một cái điều gì đúng. Và đó là cho mọi cái sự nó trôi chảy dễ dàng để mà mình làm được cái việc của mình. Thành ra tối hôm đó là mình thấy cái chuyện là nó có bộ không xong rồi. Thì mình lại cầu nguyện cha một lần nữa. Xin cha cho con được sự quyết định khôn ngoan và sẽ cha cho mọi sự nó trôi chảy đến với con vào ngày sáng ngày hôm sau. Thì là cái sáng ngày hôm sau đó, thì họ nói là họ sẽ không ký giấy tờ. Họ gọi phone tới cho mình.
cái người mua, họ nói rằng là bây giờ họ bớt, đòi bớt 50 ngàn. Thì tôi mới bảo là tôi đã tham khảo với luật sư của tôi rồi, nếu mà quý vị không đóng, tôi buộc quý vị phải đi ra tòa thôi. Thì lúc đó, đó là mình rất là đau khổ, là vì mình stress, mình nói ô, cái chuyện của mình, tức là nó tới giờ phút chót như vậy. Lúc đó mình lại cầu nguyện cha một lần nữa, thì mình mới vô một cái phòng và mình cầu nguyện. Thì trong khoảng chừng nửa tiếng đó mình cầu nguyện thì hai vợ chồng của họ mới bước vô, tại vì lúc đó mình sẽ qua một cái phòng riêng, người mua và người bán. Thì họ nói thôi bây giờ cuối cùng đó thì bớt họ bao nhiêu. Thì mình nói ok, bây giờ cái cuối cùng á, mình chỉ bớt họ được 5 ngàn mà thôi. Tại vì nếu mà bớt nữa mình sẽ không còn tiền, vì tại vì tự nhiên cái lúc đó mình có một cái sự khôn ngoan, thành ra là mình cũng phải nhường một bước, họ tiến một bước mình phải nhường, nhưng mà một mặt mình cũng phải cứng. Thì cuối cùng là họ chịu ký, nhưng mà mình phải, nghĩa là phải tự, nghĩa là mình phải control cái tính của mình rất là nhiều, là bởi vì mình phải quyết định một sự sáng suốt. Nếu mà mình quyết định sai là tất cả sẽ ta vỡ tan hết. Thành ra khi mà xong đó, tức là lúc đó cái đầu óc của mình nó stress, nhưng mà mình cảm tạ, mình thấy là giống như một cái phép màu. Tại vì những cái chuyện mà mình cảm thấy nó không, nó rất là găng, khi nó lên nó làm dữ với mình, nó nói ô cô không làm cái này, cô không làm cái kia, tôi không có lý do gì để lấy đó. Nhưng mà giống như có một cái sức mạnh, lúc đó là sau khi đó mình nói thì cuối cùng họ chịu ký một cách, nghĩa là tâm phục khẩu phục. Cho nên qua cái chuyện này mình thấy nó giống như là một cái phép lạ. Tại vì một cái thái độ mà thay đổi gọi là 360 độ. Buổi sáng nó vô nó hùng hổ bao nhiêu á, thì bây giờ đó thì nó ngoan ngoãn cái giấy tờ. Thành ra sau khi mà được cái chuyện như vậy á, là chiều hôm đó là mình tới đây ngay và mình nói rằng là con rất cảm tạ cha đã cho con một cái sự khôn ngoan và một cái lời nói cứng rắn để mà con giải quyết cái công việc như thế này. Đó, cho nên là sau đó là mình thấy mình quá được nhiều cái điều mà gọi là cái phép lạ xảy đến trong một cái thời gian rất ngắn. Tức là giống như lúc đó mình có một cái sự khôn ngoan, một cái sự khôn ngoan và một cái quyết định cho nó đúng. Đó là như vậy. Thành ra hôm nay cũng muốn đến đây để mà chia sẻ với quý vị. Và cũng rất là cảm ơn văn phòng ở đây đã tạo nên một cái cơ sở khang trang và ở một cái địa điểm thuận lợi để cho mọi người mình có thể đến đây và để chia sẻ được. Và mình rất là cảm kích những cái điều mà cha đã làm cho mình. Tôi nghĩ rằng là cái niềm tin mình càng mạnh thì cái ơn gọi nó càng nhanh. Tôi thấy như vậy đó. Tại vì chính bản thân tôi không phải là người Công giáo, nhưng khi tôi có một cái niềm tin thì cái niềm tin đó đến nhanh một cách không ngờ, mà mình không có thể tưởng tượng được làm nó lại mầu nhiệm như vậy. Và cái điều lạ là chị? Tại vì những điều mình cần nó đều xảy ra giống như một phép lạ, và hết phép lạ này lại đến một phép lạ khác. Cho nên hôm nay tôi muốn đến đây để chia sẻ với mọi người, nếu mình chưa đạt được, có lẽ là cha đang thử thách cái niềm tin của mình. Cho nên mình đừng có vì như vậy mà mình nản lòng. Có thể là cha sẽ cho mình một cơ hội tốt hơn. Có những điều mình cầu nguyện mà mình chưa được, có thể là cha coi cái lòng tin của mình có bị suy xuyển hay không, hoặc là mình có đủ cái sức mạnh để mà mình tin tưởng vào cha, hoặc là có thể cha cho mình một cái cơ hội trong tương lai tốt hơn. Cho nên luôn luôn trong cái cuộc sống của mình nghĩ về một khía cạnh tốt thì nó sẽ tốt. Và cái niềm tin của mình, khi mà dù cho mình qua nhiều khó khăn nhưng mà mình vượt qua được hết, thì cái phép lạ của cha ban nó sẽ nhanh hơn và nó nhiệm màu hơn. Hôm nay tôi rất là sung sướng được đến đây để mà chia sẻ, và cũng cầu xin quý vị, nếu mà ai có những cái điều cầu nguyện mình chưa đạt được thì mình cứ tin tưởng, vững tin và mình kiên nhẫn, thế nào cha cũng sẽ giúp mình. Và cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị nào mà đã ở đây, là đã giúp được một cái cơ sở khang trang như vậy.